chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Kimco Istanbul City 125/2/9 ra mắt Bixit 2/8 đứng ngồi không yên. Công thu kém gì các nhà sản xuất xe từ châu Âu và Nhật Bản. Nhãn sức từ Đài Loan Kimco đã cũng mở rộng phạm vi cái dòng sản phẩm của mình tại cái triển lãm ESMA 2/8 đang diễn ra tại Milan Ý. Thương hiệu Kimco ra mắt một số hình mới, đặc biệt trong cốc là xe tay ga cỡ lớn. Cái mô hình là Kimco Istanbul City 125/2/9. Và trên thực tế, Istanbul City 125 được trưng bày tại triển lãm lần này là một cái sự đổi mới hoàn toàn so với bản trước đó, được phát hành lần đầu tiên vào cái năm 2017. Cái bản Istanbul City 125/2/9 hoạt động hiệu quả hơn, thiết lực hơn và trọng lượng cũng nhẹ hơn. Sở hữu thiết kế là khá phong cách với cái đèn Flash, cái bảng đồng hồ tốc độ, kỹ thuật số LCD, đầy đủ những cái tính năng hỗ trợ khác nhau, làm cho cái chiếc xe máy này trông là sang trọng hơn và thể thao hơn. Khác với thiết kế của dòng là Bixit 125/2/8 của nhà Honda, Istanbul City 125/2/9 của nhà Kimco có cái sàn để chân cho người lái rộng rãi hơn. Dường như thiết kế Istanbul City 125 cũng là hầm hố hơn so với thủ của mình. Đối với thông số kỹ thuật động cơ thì Istanbul City 125/2/9 sở hữu cái động cơ là 124,8 cc, đạt công suất là 15 mã lực, tổng tô là 9.000 vòng trên phút. Mô men xe cực đại được ước tính 11,6 tm, tàu tô máy là 7.000 vòng trên phút. Cái lốp là 12 inch, cái trọng lượng khoảng 167 gram. Hệ thống phanh kết hợp CBS và cái phanh đĩa ở phía trước và phía sau. Và cũng giống như những cái chiếc xe tay ga, cái dòng Maxi khác, cái chiếc Kimco này có thể chứa được một mũ hiểm là toàn mặt full face trong ở cái cốp dưới cái ngồi. Chiều cao chỗ ngồi của Istanbul City 125 giảm xuống là 765 mm so với bản người tiền nhiệm. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này được kế tiếp, nhớ like, subscribe.